Võ Thần Chúa Tể Chương 5618, Diệt Đạo Chủ, đây là một tôn phản phất không tồn tại ở phiến thiên địa này thân ảnh, hành tẩu ở nơi này thâm uyên chi bên trong, xen vào thực tế cùng hư ảo ở giữa, từng đạo khí tức kinh khủng tại hắn quanh thân vần quanh, giống như thần linh đồng dạng, phát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Đạo này thân ảnh buông xuống, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào cách đó không xa lúc trước cái kia thâm uyên tộc nhân nơi ngã xuống, chỉ thấy hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, dường như cảm nhận được cái gì, ngay sau đó bỗng nhiên khoát tay. Oanh! Phía trước một mảnh kia hư không chỗ. Từng đạo thời gian chi lực càng là bắt đầu nghịch lưu, giống như là lộn ngược một dạng, thời gian chi lực không ngừng lui lại. Thời gian đảo lưu. Nhìn thấy một màn như vậy, tại chỗ khác thâm uyên tộc cường giả tất cả đều tâm thần kinh hãi, đầu người rũ xuống càng thêm lợi hại, không dám thở mạnh một chút. Thời gian chính là trong thiên khung này sức mạnh đáng sợ nhất một trong, không cách nào chạm đến, không chỗ cảm ngộ, cho dù là bọn hắn những thứ này thâm nguyên tộc cường giả, tại sức mạnh của thời gian cũng cực kỳ bất lực. Có thể vượt chủ đại nhân nhưng là có thể cưỡng ép nghịch lưu thời gian. Chấp chưởng tuế nguyệt, thực lực như vậy, đã bao trùm tại bình thường sinh linh phía trên, cơ hồ không thể ngăn cản. Đầu người buông xuống ở giữa, tất cả thâm uyên cường giả đều chết chết trừng to mắt vùng trộm liếc về phía phía trước hư không, muốn biết ở đây lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, càng là có thể để cho vực chủ đại nhân tự mình đuổi tới, cưỡng ép nghịch lưu thời gian. Nghịch lưu thời gian đối với vực chủ đại nhân mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, sẽ gặp phải thâm nguyên lực lượng phản vệ, nếu không phải là có vấn đề lớn xuất hiện, vực chủ đại nhân là tuyệt sẽ không nghịch lưu thời gian. Oanh Vô số quan ảnh không ngừng lướt qua, thời gian dần qua, đám người tựa hồ mơ hồ trong đó thấy được ba đạo hư ảnh đang chậm rãi ngưng thực điều này nói rõ lúc trước xuất hiện ở nơi này hết thảy có ba người một người trong đó có chút rõ ràng chính là chung quanh đây một cái thâm uyên tộc nhân có thể hai người khác lúc này dung mạo càng là vô cùng mơ hồ liên vực chủ đại nhân nghịch lưu tuế nguyệt lại cũng không cách nào bắt được đối phương dung mạo ân ừ. thân ảnh đồ sộ kia nhướng mày bản thể của bọn hắn tại vô tận thâm uyên hư không phần cuối bắn ra mà đến vẹn vẹn một đạo hư vô ý niệm. Có thể chính là đạo ý niệm này, cũng cực kỳ đáng sợ, cho dù là thâm uyên đại đế ở đây, cũng tuyệt đối sẽ không thể nhìn ra dung mạo của đối phương, nhưng bây giờ. Chỉ nghe hắn lạnh trên một tiếng, đại thủ bỗng nhiên lại lần nữa quan sát, đầu ngón tay, vô số tuế nguyệt thời gian kịch liệt lưu chuyển, giữa thiên địa, một cổ kinh khủng thâm uyên chi lực trực tiếp trấn áp xuống. Phốc thông một tiếng, Tại chỗ rất nhiều thâm nguyên cường giả tất cả đều tại chỗ quỳ xuống, từng cái thần sắc hoảng sợ như bị sét đánh. Thâm nguyên phản phệ. Nghịch lưu thời gian, đây là cùng thâm nguyên sức mạnh đối kháng. Sẽ gặp phải toàn bộ thâm nguyên áp chế, nhưng mà thân ảnh đồ sổ kia nhưng là gắt gao nhìn chầm chầm phía trước, mặc cho thâm nguyên chi lực ăn mòn thân thể của hắn, đều phải thấy rõ trước mắt hai đạo thân ảnh kia. Thời gian dần qua, hai người trước mắt khí tức dần dần rõ ràng một người trong đó trên thân sức mạnh thuần khiết trọng rãi đại khí nguyên nga mang theo kinh khủng thẩm phán chi lực mà đổi thành một người nhưng là toàn thân đen như mực giống như vô cùng vô tận hắc dạ tản mát ra làm người sợ hãi âm u lạnh lẽo chi khí cái này hai thân ảnh dung mạo tại hắn nghịch lưu thời gian phía dưới càng ngày càng rõ ràng chỉ lát nữa là phải triệt để ngưng thực bỗng nhiên là ai dám nhìn trọng ta hậu nhân? cái kia toàn thân nở rộ khí tức âm lãnh hắc ảnh, phản phất có cái gì cổ xưa sức mạnh thức tỉnh đồng dạng, một đạo giống như vượt qua tiền sử tuế nguyệt, đến từ hồng hoang vạn cổ sức mạnh trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tại nơi đen như mực thân ảnh thể nội, một đôi băng lãnh mênh mông đen như mực đồng tử, đột nhiên mở ra, trong đó tinh hà lưu chuyển, phản phất có ức vạn thế giới tại bạo tạc hủy diệt, phút chốc đối mặt cái kia nghịch lưu tuế nguyệt thâm nguyên vực chủ. Oanh! Hai đạo sức mạnh ầm vang va chạm cái kia thâm nguyên vực chủ tại chỗ toàn thân chấn động tiếng tạch tạch bên trong hắn hình chiếu càng là trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở những vết nước này không ngừng lan tràn cấp tốc bắt đầu sụp đổ của lực lượng này các hạ là ta trong thâm nguyên vị kia ở nơi này lực lượng đáng sợ phía dưới cái này thâm nguyên vực chủ thân thể băng diệt âm thanh kinh sợ lực lượng của đối phương càng là từ tiền sử vượt qua đến hiện nay đi ngang qua vạn cổ tuế nguyệt cái kia một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn nghịch lưu tuế nguyệt cho tại chỗ nát bấy. Quanh một tiếng. Vô tận thời gian chi lực băng diệt, bốn phía hình ảnh nát bấy, tạo thành một mảnh tuế nguyệt thâm nguyên, thâm nguyên vực chủ thân thể chấn động, hình chiếu cấp tốc bắt đầu mơ hồ, kịch liệt chấn động, từng chút sụp đổ tiêu tan. Cái khác thâm nguyên cường giả kinh hải ngẩng đầu, hoảng sợ nói, vực chủ đại nhân. Tra, tra cho ta, đối phương tột cùng là đến từ đâu, nhất định phải cho ta tra rõ ràng. Thâm Uyên vực chủ nổi giận gầm lên một tiếng, dứt lời, thân hình của hắn cũng lại duy trì không được, quanh một tiếng tại chỗ nát bấy ra, hóa thành vô tận thâm uyên chi lực, trong chốc lát sụp đổ. Tiêu tan không còn một móng. Vực chủ đại nhân hình chiếu phân thân, vỡ vụn. Tại chỗ rất nhiều thâm uyên cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là cái quỷ gì? Đây chính là vực chủ đại nhân, bao trùm ở thâm uyên vô số cường giả bên trên tồn tại, hắn một đạo hình chiếu đủ cắt ngang vạn cổ, trấn áp thương khung, nhưng bây giờ, càng là cứ như vậy sụp đổ nát bấy, cho đám người vô cùng mãnh liệt trung động. Người nào có sức mạnh, mà ngay cả vực chủ đại nhân hình chiếu đều có thể nát bấy. Vừa rồi hai đạo thân ảnh kia, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Có thâm uyên cường giả trung giọng nói. Những người khác nhau nhau lắc đầu, lúc trước cổ lực lượng kia cực kỳ khủng bố, bọn hắn căn bản không dám nhìn thẳng, lại có thể nào thấy rõ. Này làm sao tìm? Bỗng nhiên, có một cái thâm uyên cường giả câu mày nói, ta vừa rồi mơ hồ cảm giác được, trong đó có một đạo thân thể khí tức trên người cực kỳ nóng bỏng, tự hồ, cùng ta thâm uyên thế giới cũng không dung hợp. Ẩn ẩn bài xích. Không. Dung hợp. Bài xích. Đám người khẽ giật mình. Một bên, một tên khác thâm uyên cường giả nghe vậy, Mắt sáng lên, trầm giọng nói, chẳng lẽ người này cũng không phải là ta thâm uyên chi người. Nói đến đây. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lóe đạo, nghe nói nơi đây phụ cận có một tòa thông hướng vũ trụ hải minh giới không gian thông đạo, lúc trước hai đạo thân ảnh kia chẳng lẽ là từ cái kia minh giới tới a. À? Minh giới? Đám người cả kinh, tiếp đó từng cái lắc đầu. Một người trong đó hừ lạnh nói, nói đùa cái gì? cái kia vũ trụ hải người mỗi cái đều suy nhược không chịu nổi những năm này một mực bị ta thâm uyên áp chế sợ là cố thổ bảo hiểm tất cả không được há lại dám xông vào ta thâm uyên tới cái này có thể chưa hẳn các ngươi đã quên trước kia minh giới phủ xuống vị kia những năm này còn tại ta trong thâm uyên làm sằng làm bậy đâu nếu không phải diệt đạo chủ đại nhân một mực kiềm chế lấy hắn ta thâm uyên sợ cũng là muốn bị hắn náo phá thiên một tên khác thâm quyên cường giả trầm giọng nói: minh giới vị kia nghe nói như thế tại chỗ khác thâm quyên cường giả cũng là biến sắc bọn hắn cũng đều từng nghe nói vị kia chuyện tình thời đại viễn cổ từng có minh giới cường giả buông xuống hắn thâm quyên thế giới lọc vào hắn thâm quyên nhất tộc nhất mạch cường giả vây giết kết quả cái kia minh giới cường giả thực lực cực kỳ đáng sợ càng là tại trọng trọng trong vòng vây phản sát ra ngoài đem minh giới nháo cái lông trời lỡ đất nếu không phải đây là thâm nguyên thế giới, là hắn thâm nguyên tộc nhân địa bàn, cùng vây công, lợi dụng thủ đoạn đặc thù đem người này bức lui, sợ là đối phương suýt chút nữa giết xuyên hắn thâm nguyên nhất mạch Diệt đạo chủ địa bàn. Nhưng dù cho như thế, người này một mực chưa từng bị Diệt đạo chủ diệt sát, những năm này, một mực mai phục tại Diệt đạo chủ nhất mạch Diệt linh thâm nguyên phụ cận, không ngừng tiến công quấy rối Diệt đạo chủ, huyên náo Diệt linh thâm nguyên nhất mạch không được an bình. Nghe đồn, đối phương là vì cứu người nào? mới chăm chỉ không ngừng cho nên nói tới người này thâm uyên cường giả đều biến sắc bọn hắn cũng coi như là cái này trong thâm uyên người nổi bật nhưng này chờ ngoan nhân nhưng căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng cùng so sánh bất kể như thế nào vượt chủ đại nhân mệnh lệnh nhất thiết phải hoàn thành cái kia giám sát minh giới thâm uyên lối đi hẳn là diệt linh nhất mạch a à? lập tức tìm được bọn hắn người hỏi thăm cái này thâm uyên thông đạo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phải chăng minh giới có cường giả có thể xuyên thẳng qua mà đến, nhất thiết phải biết rõ ràng. Đáng giận, nếu thật là cái kia diệt linh nhất mạch rùm lên sự tình. Chúng ta sợ là không tốt hướng vực chủ đại nhân thông báo, cái kia diệt đạo chủ cũng không phải dễ trêu, vực chủ đại nhân mặt mũi đều chưa hẳn sẽ cho. Tại chỗ thâm nguyên cường giả cũng là tâm tư trầm trọng, sắc mặt khó coi. Mà ở bọn hắn cấp tốc hành động thời điểm, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi vô tận thâm nguyên thế giới chỗ sâu. Nhất tôn mặt hát bào nhân, thân hình thẳng tắp, giống như trường thương sông thẳng trời cao thân ảnh đứng ngạo nghễ tại một mảnh thâm nguyên chi bên trên, ngưng thì phía dưới đen kịch một màu thâm nguyên trường hà. Rầm rầm rầm. Cái này đen như mực thâm nguyên trường hà sôi trào. Cuốn lên ức vạn trượng bọc nước, chiếu rọi ở nơi này thân ảnh trong con mắt, lại chỉ còn lại lạnh lùng và băng lãnh. Tại hắn quanh thân, từng đạo thâm nguyên khí tức không ngừng ăn mòn mà đến, lại bị thân thể của hắn bên ngoài một đạo vô hình minh khí cho ngăn cản ở ngoài. Hai loại lực lượng đặc biệt dây dưa cùng nhau, càng là đạt đến một loại kỳ diệu cân bằng. Thâm nguyên chi lực, thân ảnh này xuề bàn tay ra, cảm giác trong bàn tay thâm nguyên sức mạnh. Mặc kệ cái này thâm nguyên sức mạnh đáng sợ như thế nào, cuối cùng cũng là vạn vật bản nguyên một bộ phận, cùng ta minh giới cùng cái kia vũ trụ hải một dạng. Mặt ngoài sáng tối bất lưỡng lập lẫn nhau hoàn toàn khác biệt, kỳ thực chỉ là thiên địa âm dương phân chia mà thôi. Cái này thâm nguyên chi lực ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, có thể nuốt về vũ trụ hải hết thảy sức mạnh, có thể hay không, cũng chỉ là thiên địa đại đạo một loại nào đó hiện ra hình thức. Thân ảnh này thì thào mở miệng, rõ ràng trên người hắn không có chút nào thâm uyên chi lực, nhưng hắn trong bàn tay thâm uyên chi lực lại đi theo hắn thôi động mà phun trào, cực kỳ thần kỳ. Ân. Đang lúc trầm tư, đột nhiên thân ảnh này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vô tận hư không phần cuối lông mày bỗng nhiên nhăn lại cổ quái vì cái gì ta cảm thấy có ta minh giới khí tức buông xuống cái này thâm uyên thế giới là cái kia diệt linh nhất mạch tại ta minh giới thâm uyên trong thông đạo có cường giả phủ xuống thân ảnh này mắc lộ ra trầm tư mang theo cảnh giác có thể hay không là cạm bẫy hắn tâm sinh cảnh triệu kể từ khi Minh Nguyệt bị dẫn vào cái này thâm uyên thế giới phía sau, bây giờ mình giới hẳn là căn bản không thể lấy ra được cường giả như vậy, sẽ là ai? Hay vẫn là ta ảo giác? Ánh mắt của hắn không ngừng lấp lóe, cuối cùng quay đầu. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy. Cứu ra Minh Nguyệt mới là ta duy nhất nên làm. Thân ảnh này ý niệm rơi xuống, quanh một tiếng, thân hình chợt tiêu thất, lặng yên không một tiếng động. Lúc này, hồng nhạc sơn bên trong thâm uyên ngoài thông đạo ma lệ thân thể bỗng nhiên chấn động cả người bỗng dưng giật mình tỉnh giấc bạn đang nghe truyện tại tán tu đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe truyện vui vẻ